chồng mình thì đang nấu nồi nước súp. Tại vì nước súp này là lần đầu tiên mình làm, mình cũng không có biết nấu nha cả nhà. Gì hấp dẫn không cả nhà? Chồng mình nấu nấu nồi nước súp nhìn hấp dẫn không? Xin chào cả nhà thân yêu, một ngày mới đã trở lại với kênh Chi Hiền Vlog cuộc sống ở Campuchia cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay chồng mình đi về nhà, nhưng mà bữa nay mình không có đi ra ngoài ăn nha cả nhà, mà mình muốn nấu ở nhà ăn. Thì mình muốn làm một nồi súp mà mình mua nước súp sẵn nha cả nhà. Thì mình hầu giờ mình cũng chưa có từng ăn nữa, mình chỉ thấy trên mạng thì có người ta ăn, người ta hay nấu, người ta đổ cái nước súp đó vô người ta làm ăn đó cả nhà. Thì thấy ăn cũng rất là ngon ha, nhưng mà mình cũng chưa biết mùi vị nó ra sao nữa. Thì hôm nay mình muốn mua về nhà mình làm thử nha cả nhà. Thì mình mới vừa đi chợ về xong cả nhà ơi, quá trời nóng luôn, phải nói là nóng chịu không nổi. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Thì đây cả nhà, ở đây mình có mua 1 kg đồ mật, mình mua 1 kg luôn nha cả nhà. Rồi nửa ký đồ tét. Mình mua tép nè, tép thiên nhiên đó nè, tép tự nhiên. Thì bây giờ mình sẽ rửa nó sạch nha, rồi mình ngâm nước muối với hết cả nhà. Mà cái tép mình sẽ ngâm qua nước muối thôi nha. Đây là mình mua một bịch mì để chuẩn ăn thôi nha, và một bịch nước sốt nữa nha. Thì đây là lần đầu tiên mình làm thử nha. Cái này để cái màu đỏ quá mình không biết có cay không nữa. Nếu mà cay thì con mình nó ăn không được còn mệt nữa. Còn ở đây là nguyên một bịch chả cua, chả tôm, chả gì tùm lum hết trơn này cả nhà. Thì mua nguyên một bịch này luôn nha. Ở đây thì một mớ chải xà lách con, chải này rất là mắc cả nhà, chỉ có bao nhiêu đây thôi mà 5.000 tiền ghi á, là nó hơn 1 đô cả nhà, 20 mấy, gần 30.000, cái này gần 30.000, có nhiêu đó. Rồi cái này còn mắc dữ nữa nè cả nhà, cái này cũng 5.000 giống nhau luôn nè, cũng gần 30.000 luôn. Mà có mấy cặm là rau nhút cả nhà, có mấy cặm thôi, rất là mắc nha. Thì mình có mua 2 bịch nấm, 3 bịch nấm. Mua 3 bịch nấm này cho con mình thấy đó nha. Cái này là bánh lọt, mình mua 1 bịch bánh lọt mình ăn. Rồi còn đây là một mớ rau muống 5 cách cả nhà, 10 mấy ngàn nè, có mấy cộng nè. Rồi thì ăn súp thường có nhiều rau đó nha cả nhà. Dạ, ở đây mình có mua thêm 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, hàng Việt Nam chính cống nha cả nhà, mua đồ Việt Nam xài. Đây cả nhà ơi, thì mực này á nó còn rất là tươi nha cả nhà. Thì mình chỉ lấy cái 2 con mắt của nó ra thôi, với lại cái trên cái đầu của nó cả nhà. Rồi mình coi ở trong ruột á thì mình thấy nó cũng rất là sạch nha, cho nên mình chỉ bóp muối nó thôi.
thì mình để nguyên con về mình trụng luôn cả nhà. Còn ở đây là một dĩa đồ chả, còn ở đây là một dĩa tép cả nhà. Đó, chồng mình thì đang nấu nồi nước súp, tại vì nước súp này là lần đầu tiên mình làm, mình cũng không có biết nấu nha cả nhà, không có biết nêm nếm gì đâu, để chồng mình làm luôn đi. Rồi ở đây thì một bịch mì để cho các con mình ăn, còn rau thì mình đây, rau thì mình cũng đã rửa xong rồi đây cả nhà. Hai thớ nấm, và cải, xà lách son, rau muống với lại rau nhút. Rau tháng này thật là mắc luôn á cả nhà, rau quá trời mắc luôn. Một nấm rau nhút có mấy cọng thôi. Con do trực á, do ông Vinh. Đây hấp dẫn không cả nhà, chồng mình nấu nè, anh nấu nồi nước súp nhìn hấp dẫn không. Nóng quá nghe cả nhà, chắc xin lỗi chồng mình không có mặc áo, trời quá nóng rồi mà ăn nồi nước súp này nữa chắc đổ mồ hôi đã luôn. Ăn con do từ rồi cả nhà ơi, mình xin mời cả nhà cùng dùng súp với gia đình mình nha cả nhà. Hôm nay mình ăn tại nhà thôi. Con tôi do chan mua tiếp mắt, do chan mà đặt mất rồi.
Đây cả nhà ơi, thì hôm nay nhà mình làm cho một mâm quá trời luôn cả nhà. Bữa hổm đi ăn cứ đi xin người ta lần dĩa quá trời, người ta lấy tới mệt luôn. Hôm nay mình làm ở nhà ăn rất là nhiều luôn, xong rồi ăn cũng không nổi luôn cả nhà. Thì bây giờ thì mình gia đình mình cũng ăn xong rồi, thì mình xin dừng video ở đây. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã yêu thương và theo dõi video của Siêu Hiền Vlog từ đầu cho đến cuối nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối bên gia đình thật là an lành và hạnh phúc nha. Cảm ơn cả nhà. Đây cả nhà ơi, thì sáng nay mấy mẹ con mình sẽ xào lại cái mớ mì hồi tối mình ăn súp nó còn đó cả nhà. Thì còn lại mực nè, mình xào thêm một cái tim. Ở đây thì rau cải thì mình cũng chuẩn lại sơ ngang cả nhà, với mớ đậu que. Ở đây là nấm còn lại cả nhà, thì bây giờ mình sẽ xào chung luôn ha. Mình làm món mì xào cho các con mình ăn sáng. Đây thì mì này hồi tối mua ăn súp đó cả nhà, thì nó còn lại, cho nên sáng nay mình sẽ làm một chảo mì xào nha. Ngồi đây cả nhà, thì rau cải mình cũng chuẩn sơ ngang hết rồi, vậy thì mình xào như vậy thì được rồi hết cả nhà. Mình sẽ đổ mì vô, mình để mì vô mình xào thì ra được món mì xào nữa cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, cái món mì xào của mấy mẹ con mình sáng nay thì nó cũng đã chín rồi. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng vào nhà dùng mì với gia đình mình nha cả nhà. Mì xào tim với mực, đó, rau cải đủ thứ luôn cả nhà. Còn rau gì mình để rau đó hết luôn. Trong nhà mình có cái gì thì mình làm ở đó thôi cả nhà ơi. Rồi đây cả nhà ơi, mì thì cũng đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ gấp cho con gái mình trước ha cả nhà. Đây một dĩa mì xào với mực với tim cho con gái mình ăn trước, mình làm dọn dẹp cái cả nhà mình mới ăn cả nhà.